Hello, xin chào các bạn. Ở Việt Nam của chúng ta, đa số các bậc phụ huynh và một số giáo viên đều cho rằng để đánh giá một học sinh có là thông minh hay không thì các em phải giỏi một trong ba môn toán, lý hoặc là hóa, hoặc là cả ba môn này, cố tình đã tạo ra áp lực cho các em cũng như gây ra sự thiếu tự tin cho các em giỏi các môn còn lại. Vậy có phải chỉ có giỏi ba môn này mới được gọi là thông minh? Lý thuyết về trí thông minh đa dạng được tiến sĩ Howard Gardner, giáo sư về giáo dục tại Đại học Harvard, đề xuất năm 1983. Lý thuyết này cho rằng cách đo đạt trí thông minh của con người căn cứ trên chỉ số IQ là một trong những phương pháp hạn chế. Phát triển tiếp lý thuyết này trên cơ sở phân tích những bằng chứng liên quan đến não và học thuyết về phân loại trí thông minh của tiến sĩ Howard Gardner, tiến sĩ Thomas Armstrong đã viết nên cuốn sách 7 loại hình thông minh của con người, nhằm chỉ rõ ra không chỉ đơn giản giỏi toán lý hóa mà con người có đến 7 loại hình thông minh khác nhau. Khi các bạn tìm trên Google, các bạn sẽ thấy được nhiều hơn số 7, đó là 8 hoặc là 9 loại thông minh khác nhau. Nhưng nhìn chung 7 là con số cơ bản, 8 và 9 đều dựa trên 7 cái loại thông minh này mà phát triển ra, được chi tiết và cụ thể hóa hơn. Vậy thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về video 7 loại hình thông minh. 1. Trí thông minh logic. Đây là loại thông minh liên quan đến con số và mối quan hệ logic giữa các sự vật. Các em này có thể liên kết số liệu, ghi nhớ các con số cực kỳ chính xác. Các em nhìn thế giới qua con mắt logic. Các em có thể nhìn một cánh cửa với số liệu, công thức. Ví dụ, cửa cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, phù hợp với nhà như thế nào, độ dày như thế nào, căn nhà nó như làm sao. Đối với các em, thế giới quan đều là công thức và các em có một định luật riêng để nhìn thế giới đó. 2. Trí thông minh ngôn ngữ. Đây là trí thông minh liên quan đến năng lực sử dụng ngôn ngữ. Các em có khả năng phân tích cũng như sử dụng từ ngữ rất tốt, khả năng tiếp thu văn thơ rất tốt, sử dụng từ ngữ một cách sáng tạo và cũng rất đa dạng. Các em diễn tả cảm xúc, suy nghĩ của mình và diễn tả thế giới xung quanh bằng từ ngữ. Chỉ buồn một điều, đó là các em chỉ được công nhận thực sự giỏi vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mà thôi. 3. Trí thông minh không gian, hay còn gọi là nghệ thuật. Các em có khả năng rất tốt về màu sắc, hình ảnh, cảm quan về mọi thứ xung quanh bằng con mắt nghệ thuật. Đây là lĩnh vực khá đa dạng vì có rất nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như quay phim, chụp ảnh, vẽ tranh, điêu khắc, làm thủ công hay thậm chí là biểu diễn kịch. Mà điều đáng buồn á là loại thông minh này rất khó có đất dụng võ. Các em là thành phần không thể thiếu của xã hội, góp phần làm cho cuộc sống thêm thú vị bởi đôi mắt nghệ thuật của mình. Nhưng cũng không ít trường hợp đôi cánh nghệ thuật lại bị chính phụ huynh và giáo viên cắt bỏ để biến thiên thần ấy thành một con robot được lập trình sẵn. Thiệt là buồn quá đi. Bởi vì tôi cũng nằm ở trong cái loại thông minh này mà. 4. Trí thông minh vận động. Các em có loại thông minh này thường sẽ cực kỳ hiếu động, đồng thời khả năng tiếp thu, bắt chước và nền tảng thể lực cũng cực kỳ tốt. Có thể các em sẽ gặp khó khăn đôi chút trong việc tiếp thu các kiến thức dạng lý thuyết, nhưng với các môn thể thao hoặc các hoạt động vận động thì lại là chuyện dễ như chơi với các em. Loại này gồm hai hình thái nhỏ hơn mà tôi tạm gọi là thể lực và kỹ năng. Thể lực nôm na là các môn có tính cá nhân cao, đẩy bản thân đến mức tối đa như nhảy xa, bơi lội, cử tạ. Kỹ thuật là các môn mang tính chất đối kháng trực tiếp giữa một với một hoặc phối hợp đồng đội như võ thuật, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, đá banh. Mặt trái của thông minh này là bị hạn chế bởi đa số phụ huynh đều muốn con mình học giỏi và không coi trọng thể thao, nên việc đầu tư cho thể thao rất ít. Đến bao giờ phụ huynh người ta mới nhận ra được việc thể thao và học thuật nó cũng đều quan trọng như nhau nhỉ? 5. Trí thông minh âm nhạc. Nghe đến đây là hiểu rồi ha. Các em có khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, khả năng về hát và đàn là tuyệt đối, cân mọi thể loại âm nhạc từ dân ca cho tới remix. Các em thuộc dạng thông minh này khá có đất diễn vì hát mà, ở đâu cũng cần. Ca sĩ tương lai thôi, mà nhớ là học các môn cho đều đó nha mấy cưng. 6. Trí thông minh về nội tâm. Cái này thì có khái niệm khá là rộng, nhưng hôm nôm na đơn giản là hiểu về bản thân. Nghe nó đơn giản như thế, nhưng mà chắc các bạn đã nghe kẻ thù lớn nhất của con người là bản thân. Hiểu rõ bản thân muốn gì, như thế nào thì quả là điều tuyệt vời. Không những thế, các em có khả năng hiểu được người đối diện mình muốn gì, cần gì, là người thế nào chỉ bằng cách tiếp xúc. Các em rất tỉ mỉ trong giao tiếp, quan sát người đối diện và có cách đối xử với người ta nhẹ nhàng, thận trọng và lịch sự. Nhưng nhược điểm là các em rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói và tâm lý khá dễ tổn thương, nên mong rằng dù có hay không có loại thông minh này thì quý thầy cô, phụ huynh cũng đừng nên có những lời gay gắt với các em.
tổn thương tinh thần thì khó lành lắm. 7. Trí thông minh tương tác. Đây là nhóm thông minh mà tôi thích nhất vì các em là những người mang tố chất lãnh đạo. Có thể các em không giỏi trong một môn cụ thể nào đó, nhưng các em có khả năng giao tiếp cực tốt, có thể tương tác với nhiều người, phối hợp với họ, tạo thành một đội, một tập thể. Nghe na ná như là năng lực thao túng tâm trí á ha. Nhưng nói thế cũng không phải là không có lý nha. Các em rất thích làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo tốt, điều phối con người và công việc, hoạt bát, giao tiếp tốt ở nhiều phương diện. Trẻ em thuộc tuýp thông minh này thường có khả năng rất uyên bác cũng như là hoạt náo rất là tốt trong một tập thể. Cho nên á, thường là những em này sẽ được chọn là lớp trưởng hoặc là đoàn viên. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Mình hy vọng rằng video này giúp ích được cho mọi người, cũng như là giải thích ngoài việc toán lý hóa ra, chúng ta còn có nhiều loại thông minh khác nhau. Cũng hy vọng rằng phụ huynh xem video này xong sẽ có một ánh mắt nhìn khác so với các em, sẽ phát triển được khả năng của các em và không gò bó các em theo định hướng cũ nữa. Cũng mong rằng quý thầy cô xem xong video này có thể bỏ qua ranh giới giữa tự nhiên và xã hội. Em nào giỏi cũng là giỏi, không phân biệt môn nào cả. Xin cảm ơn các bạn. Peace.